tiên đấu trường âm nhạc này thì luật chơi như sau. Chúng ta sẽ có 20 ca khúc. Ca khúc vang lên ai nhanh tay bấm chuông dưới thì sẽ giành được quyền trả lời. Ở mỗi ca khúc thì tối đa có 3 lượt trả lời mà thôi. Ai trả lời đúng được 1 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm. Lắng nghe nào. Theo em, đây là bài It's My Life. Chính xác, chính là winner. It's My Life, một ca khúc rất nổi tiếng. Hay quá, chị em. Năm, Whistle. Dạ, đây chính là bài Whistle của Blackpink. Yeah, chính xác. Rất hoàn hảo. Whistle. Nhạc Việt người ta còn ngu rồi, nói chi nói nhạc Anh trời thiệt luôn á. Bây giờ sẽ là ca khúc thứ ba. Em biết bài này rồi. Xuân Nghĩ. Trời ơi xin lỗi nha. Ủa mình ngồi chỗ chứ không? Không. Tôi thích di chuyển. Ok. Ok thể hiện. Ok. Ok. Biết là tôi không trả lời được đâu. Mắc vô chạy. Xin mời Bảo. Theo như cái kinh nghiệm mà nhiều năm nghiên cứu về toán học đó thì đây âm nhạc mà toán học gì liên quan anh nội? Âm nhạc học. Thì đó là một cái bài rất là quen thuộc. Bài không có bài nào tính âm hết trơn á. Đoạn câu vợ. Thì cái bài này là 5 thôi lượng 4. À rồi em biết rồi, biết rồi. 3 Đông Cha. Đông Cha. Chính xác. Cá. Đông Cha. Đông Cha kìa. Tuyệt vời bạn người ơi. Ta cái bài này hay là Đông Cha. Hay quá. Đông Cha. Đông Cha. Bảo sang lên Đông Cha. Có nghe bài tiếp theo đi. Thấu chữ nha mấy em, thấu chữ, thấu chữ. Bài này lâu lắm rồi à. Em bấm giùm mấy đứa. Bấm giùm mấy đứa trả lời đi. Tên kia đại diện. Những bông hoa trên vườn bác à. Chưa sai. Rồi sai luôn rồi, thôi vậy sai rồi. Sao? Bài hát chính xác là những bông hoa trong vườn bác. Đã chưa, đã tính nói đó. Còn bây giờ là ca khúc tiếp theo. Bài này là bài Sway. Chính xác, các bạn. Sway. We'll boost get down. Vậy luôn đó. Anh thấy vậy cũng vui đó. Hay quá. Em về tinh khôi. Em về tinh khôi. Hay quá. Tuyệt vời. Xuất sắc. Tôi cũng thích bài em này. Em về tinh khôi của nhạc sĩ Quốc Bảo. Không có gì, không có gì. Đừng đùa với diễn viên hài nha mấy em. Leo leo à. Trời ơi trời. Phục thù liền, phục thù liền. Không được nhịn được những cái pha này. Ủa, này nhóm nhạc không? Không có chấp nhận được, không chấp nhận nữa. Chủ nhà có làm. Không, nó giỡn chứ cố lên mấy đứa ơi. Ca khúc tiếp theo nào. Đây là bài She Gone. She Gone là cô ấy đi rồi, đi luôn, đi xa luôn. Bài hát này có 3 chữ. Woman my love. Oh my god. Woman. Thôi thôi thôi, đã xác nhận câu trả lời rồi. Ok, ok. No, no, em chưa trả lời xong cơ mà. Đáp án chính xác là Woman in love. Suicide. Bảo, bài này nghe lạ quá các bạn ơi. Không, em nghe rất là quen. 5 Không, bài này quen thiệt. 4 3 Tuổi bài xưa. 2 1 Hết giờ. Mất lượt. Vương Tuyền, bạn sẵn sàng chứ? Em và tôi. Em và tôi, chính xác. Trời ơi, hàng chim nó quen quá luôn. Một sân tác của nhạc sĩ Thanh Tùng. Em mấy đã không thù anh. Rất là tự tin. Bài này mới lắm, bài này mới lắm, mấy chú này già rồi không có biết đâu. Không em biết chứ, bài này nếu em. Bài này em đọc được bài gì? Waiting for love. Wow! Waiting for love của IBC. IBC. Và bây giờ sẽ là ca khúc tiếp theo. Tình ta biển bạc đồng xanh. Yeah! Chúc mừng ha, các thành viên còn lại các bạn có cơ hội để trả lời. Đây, gợi ý này.
Bài hát này có 6 chữ và trong đấy có chữ hồ. Người đi xây hồ kẻ gõ. Tôi trả lời được rồi. Đúng rồi, chính xác. Mừng quá vậy, người đi xây hồ kẻ gõ. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Chính xác, tuyệt vời. Hay quá Xuân Nghị ơi. Một bài hát rất khó mà không ngờ một kẻ tay mơ như là Xuân Nghị cũng đã đáng trúng được. Kẻ tay mơ gì? Nói gì vậy? Ai biết. Bài này là tôi nghe ba tôi nghe hoài à. Ba tôi nghe tôi biết. Vậy ông ba nghe đi ngoài hát karaoke luôn á. Trời ba hát karaoke bài này hoài à. Chúc mừng bạn, phải cảm ơn ba rất là nhiều đã mang về số điểm đầu tiên dành cho Xuân Nghị. Mừng quá. Bài này, bài tiếp theo sẽ là một bài rất là hit. Thấy chưa, nói hit thì người ta bấm chưa mẹ. Bài gì ạ? Dạ, Closer. Closer, chính xác, của Trent Walker. Tại sao anh không bấm, em đã bảo là bài hit rồi. Toàn là nhạc nước ngoài, không làm sao mà thiệt. Dám lấy bài nhạc đỏ vô hồi nãy không? Rồi bây giờ tôi lấy nhạc Việt cho nghe nè. Okay. Nhạc Việt. Nhạc Việt. Oh my god. Hãy trả lời là phải hát một đoạn đó. Dạ đây là bài Điều Anh Biết. Hát luôn. Hát luôn. Và em ơi điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Chính xác, Điều Anh Biết, một sáng tác của nhạc sĩ Ân Nhi. Rồi bài hát tiếng Anh nhé. Dạ đây chính là bài I Kissed a Girl của Katy Perry. Chúc mừng Zin Em. Zin Em được 2 điểm rồi. Nào bài hát tiếp theo, cố lên khách mời ơi. Không quên những tháng năm rồi. Bài này. Bấm đi. Bài gì trời. Bấm luôn, bấm luôn. Bấm đi suy nghĩ. Hà Nội cho em chở gió. Chính xác. Hà Nội đêm chở gió. Hay quá. Nào xấu thầm như tình. Rồi trúng tủ rồi. Trúng tủ rồi, trúng tủ rồi. Tôi chứ không biết rồi. Ở hai đầu nỗi nhớ. Yeah. Chính xác. Thầy quá rồi. Ôi cười nhánh mép luôn anh ạ. Lật điểm cho anh. Trời ơi trời. Oh my god. Tôi chưa thấy ai mà hổ báo trường mẫu giáo như ông Xuân Nghị này luôn á. Em không thể nào tin được. Cơ hội để đội chủ nhà có thể tiến lên. We can keep on dating. Rồi, xin mời quý vị My Hope. Yeah. Đáp án hoàn toàn chính xác hả? Nào, hay quá bạn ơi. Bây giờ sẽ là ca khúc cuối cùng tại vòng 1 này. Xuân Nghị. Wow! Wow! Hay không? Hay không? Lật điểm cho anh! Lật điểm cho anh! Lần đầu tiên, nhạc sĩ ca sĩ Xuân Nghị đã trả lời đúng được một ca khúc tiếng nước ngoài. Hay quá Nghị ơi! Xuất sắc! Và như vậy chúng ta đã kết thúc được 20 đoạn nhạc của vòng thi đấu đầu tiên đấu trường âm nhạc. Tổng điểm của hai thành viên đội khách mời, số điểm họ đạt được là 8 điểm mà thôi. Tiếp theo là B336 chủ nhà. Hai thành viên xuất sắc nhất, cao điểm nhất gồm Winner 3 điểm và Gina Em 2 điểm. Tổng điểm của các bạn là 5 điểm. Đồng nghĩa 5 và 8, số nào lớn hơn? Số 5. Năm luôn đi trước 8. Đúng. Đứng hạng 5 luôn học giỏi hơn đứng hạng 8. Yeah. Và chúng tôi quyết định đội thắng cuộc tại vòng 1 này chính là đội khách mời. Yeah. Ok.